Leo Ngân Anh và ông xã quyết định làm một việc trước thềm sinh con đầu lòng. Kể từ khi thông báo mang thai con đầu lòng, vợ chồng Leo Ngân Anh luôn nhận về sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây, nàng hậu và ông xã quyết định làm một việc trước thềm sinh con đầu lòng khiến dân tình thích thú. Mới đây, hoa hậu Leo Ngân Anh đã cùng ông xã Phan Tony cùng nhau chụp bộ ảnh kỷ niệm trước khi sinh con trai đầu lòng. Được biết vòng hai của cô nàng ở cuối thai kỳ đã lộ rõ, nhưng sắc vóc của cô nàng vẫn trông quyến rũ rạng ngời. Theo đó, Leo Ngân Anh cho biết, tôi thấy đường cong của phụ nữ mang thai rất ý nghĩa, dễ thương, nên muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này, cũng để con trai sau này nhìn thấy hình mình lúc trong bụng mẹ sẽ như thế nào. Được biết, Leo Ngân Anh và ông xã Phan Tony đã chọn phong cách chụp ảnh mang hơi hướng Giáng sinh vì con trai Tino sẽ được sinh vào mùa đông. Hai vợ chồng nàng hậu khá thoải mái tạo dáng và tương tác với em bé sắp chào đời. Bên cạnh đó, Leo Ngân Anh cũng cho biết cô luôn giữ tâm lý thoải mái, tranh thủ hẹn hò cùng bạn bè trước ngày vỡ chum. Cô cũng cố gắng vận động nhiều để bản thân không trở nên nặng nề ù lì. Không những thế, nàng hậu cũng gấp rút soạn giỏ đồ, đi sinh. Giai đoạn này, tâm lý cô khá hồi hộp về việc chuẩn bị lên chức. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn vì chồng luôn đồng hành cùng từ những ngày đầu kết hôn, lúc mang thai cho đến khi sắm sửa đồ đạc đón con. Anh chủ động hỏi tất cả đồng nghiệp là mẹ bầu hoặc những người đã có con để học hỏi kinh nghiệm chăm vợ. Anh muốn nắm bắt tâm lý, hiểu rõ thể trạng vợ khi mang bầu. Leo Ngân Anh đăng ký kết hôn cùng Phan Tony vào tháng 5 năm 2022. Vị hôn phu của Ngân Anh lớn hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và từng xuất hiện trong phim Trở Về 2. Phan Tony là người động viên hướng dẫn và hỗ trợ Leo Ngân Anh trong công việc làm biên tập viên và MC. Đặc biệt, chồng của Leo Ngân Anh từng gây sốt khi xuất hiện trên chương trình Tình Yêu Hoàng Mỹ 2019. Trên trang cá nhân, Ngân Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống của bản thân với ông xã. Đặc biệt, Ngân Anh không ngại công khai ảnh tình tứ cũng như những khoảnh khắc được ông xã cưng chiều hết mực. Ngoài những bữa ăn sang chảnh hay thường xuyên đi mua sắm, họ còn đồng hành cùng nhau đi du lịch ở nước ngoài. Leo Ngân Anh công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng sau chuyến du lịch Anh Quốc. Đặt chân đến Old Trafford là giấc mơ của bà và không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay bà đã được cùng mommy và con trai cưng của bà biến giấc mơ đó thành hiện thực ở ngày đầu tiên trong tuổi mới. Trân trọng thông báo bản hợp đồng trọn đời ký với nhóc tỳ Tino của ba má Jay 11 tháng 8 năm 2023. MC Tony cũng không giấu khỏi sự hạnh phúc khi sắp đảm nhận cương vị mới và không thể hạnh phúc hơn khi hôm nay ba đã được cùng mẹ và con trai cưng của ba biến giấc mơ đó thành hiện thực. Ở ngày đầu tiên trong tuổi mới, trân trọng thông báo bản hợp đồng trọn đời ký với nhóc tỳ Tino của ba má. Được biết, nhóc tỳ đầu lòng nhà Leo Ngân Anh là con trai, tên thân mật là Tino. Lần đầu lên chức có nhiều bỡ ngỡ, người đẹp hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành bên cạnh. Hiện tại, Ngân Anh đang bước vào giai đoạn thai kỳ nhưng vẫn rất khỏe mạnh và làm việc chăm chỉ. Người đẹp còn khéo chọn những bộ cánh che chắn vòng hai để trông xinh xắn hơn. Chia sẻ về việc bầu bí ở những tháng cuối vẫn gọn gàng, Ngân Anh luôn thầm trộm vía cảm ơn em bé đã rất hợp tác với mẹ. Cô cho biết sức khỏe của cô suốt thai kỳ ổn định, cơ thể không có nhiều thay đổi. Cô vẫn đi làm, đi chơi, tập yoga và ăn uống bình thường. Tuy nhiên, cô hạn chế vận động mạnh, ăn thức uống không tốt cho con, dù trước đây là những món sở trường.